Đấy mọi người ơi, con đóng lại. Đang ở ngoài vườn chơi mà thấy mẹ ra chưa đóng cửa này. Trời ơi, quá giỏi Hoan ơ. Hoan ơ, đấy đi ra vườn chơi đây có cái thùng rác. Thùng rác của ai đấy? Ôi trời ơi. Thôi, để đấy. Thôi con ra vườn chơi đi. Để ra vườn chơi nhá. À, chiều con muốn tưới cây đúng không? Con muốn tưới cây đúng không? Nhưng mà bây giờ đang nắng, chiều bao giờ ăn cơm chiều xong thì mẹ cho ra tưới nhá. Bây giờ nắng lắm. Ờ đi đâu đấy? À đi đâu đấy? Cô à lại quét sân cho mẹ đấy. Thấy chưa mọi người, thấy chưa? Ôi con trai chăm chỉ chưa? Làm việc không ngớt luôn. Hết là thăm vườn này, tưới cây này, rồi quét sân này. Đấy, giờ đập cỏ cho mẹ nữa. Đấy, đói đấy, đói đấy. Sáng là đi công viên rồi giờ là ở nhà làm việc nhà phụ mẹ đấy. Khiếp không? Thế bây giờ con quét xong rồi con phải cất chổi đi chứ. Con cầm chổi con cất đi, con lấy ở đâu con cất ở đấy. Cất chổi đi con. Xem có biết cất không nhá. Ôi trời ơi, wow, Hoan ơ, cam giỏi thế nhờ. Wow. À lại lấy ra quét tiếp à? Ừ thì quét đi. Quét sân cho sạch nhá. Quét sạch vào. Đấy, quét đấy. Ôi trời. Xong rồi. Ôi giời, đi đập cỏ cho mẹ hả? Cam đi đập cỏ hả? Để nào phá nát cái chỗ hoa của mẹ xem. Bây giờ cam làm gì? Thôi thôi cam cất chổi đi. Nhà sạch rồi, sân sạch rồi cam cất chổi đi. Hả? Ôi trời ơi, quét này, quét vườn đấy. Quét vườn á? Con quét cái gì ở vườn? Hả? Ôi trời ơi. Đấy lại quên cái xe mọi người. Cái que để xuống cho mẹ. Que để mẹ trồng cây. Con bỏ xuống đấy. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Ê, Cam ơi con đập thế thì hỏng hết hẹ của mẹ. Hỏng hẹ của mẹ đấy. Mẹ có chậu hẹ đấy. Con đập là hỏng ấy. Hái hoa đi. Hái hoa hẹ đi. Hái hoa hẹ kè lên tóc. Cười. Úi dồi. Nắng lắm mọi người ạ. Sáng con đi công viên rồi. Trời này, ôi trời trong xanh đẹp chưa. Wow. Không một gợn mây, à có mây. Ít mây. Úi dồi. Làm gì đấy, úi dồi làm gì đấy. Bụi mù hết cả đấy. Hôm trước thấy mẹ vặn ra để ra nước hay là chiếc đấy. Rồi. Hả? Cái gì? Chỉ vào cái vòi. Mẹ nói như nào? Cam ơi, trời nắng không có tưới cây. Tí nữa, tí ăn cơm xong trời mát thì mẹ cho ra tưới nhá. À giới thiệu với mọi người vườn của mình đi, Cam giới thiệu vườn đi. Vườn nhà mình có cây gì? Chỉ cho mọi người cây em chanh em quất của nhà mình đi. Em chanh đâu? À đấy, em chanh đấy mọi người ạ. À. Em chanh này, em quất đâu? Em quất đâu? À, cây hoa. Cây quất nhà con này. Nhưng mà năm nay không biết sao lá nó cứ vàng ý. Hoa nhiều quá trời nhiều này. Làm sao mà để cho lá xanh lại được ta? Cây chanh này còn hai quả từ mùa trước. Ồ, to chưa mọi người ơi, to chưa? Đây để cho mọi người xem này. Này, to chưa? To bằng cái tay của mẹ luôn. Của mẹ con luôn. Đấy nữa, một quả đấy nữa. Một quả này to bằng cái tay của mẹ con luôn. Cái này to hơn tay Cam luôn ấy. Đó, đây nữa, đây có một mấy quả chùm này. Gì nữa? Thế Cam dẫn mọi người đi xem cây dâu đi. Cây dâu đâu? Cây dâu đâu con? Hả, cây dâu đâu?
Quả chanh. Chanh. Cam nói chanh. Đúng rồi, chanh. Rồi thôi để mẹ con cho con đi ra chứ không con phá đấy.